Xin mời đại diện của ban đội ra bốc thăm câu hỏi. Vâng, đây là kết quả bốc thăm của các đội. Đội Naka bốc thăm được gói câu hỏi số 3. Đội Minh Tiến bốc thăm được câu hỏi số 1. Và đội Huân A bốc thăm được gói câu hỏi số 2. Và sau đây sẽ là đội số 1, đội Naka sẽ lên thực hiện phần thi trắc nghiệm của mình. Xin mời đội Naka đứng lên phía trước. Đội Naka đã sẵn sàng chưa ạ? Và ngay bây giờ, đội Naka sẽ đến với câu hỏi số 1 của phần thi trắc nghiệm. Câu hỏi số 1, năng lượng nào sau đây không phải là năng lượng tái tạo? A. Năng lượng mặt trời. B. Than, xăng, dầu, ga. C. Năng lượng gió. Xin mời đội có 5 giây suy nghĩ và đưa ra phương án trả lời. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết 5 giây suy nghĩ, xin mời đội giơ đáp án. Đáp án B, đó là phương án trả lời chính xác ạ. Xin chúc mừng đội Naka. Mời đội đến với câu hỏi số 2. Anh chị hãy cho biết khung giờ cao điểm quy định như thế nào? A. Từ 9:30 đến 11:30 và từ 17:00 đến 20:00 cho tất cả các ngày trong tuần. B. Từ 9:30 đến 11:30 và từ 17:00 đến 20:00 trừ ngày chủ nhật. C. Từ 9:30 đến 11:30 và từ 17:00 đến 20:00 trừ ngày thứ bảy và chủ nhật. Xin mời đội có 5 giây suy nghĩ và đưa ra đáp án của mình. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Và 5 giây suy nghĩ đã hết. Xin mời đội đưa ra đáp án của mình. Đó là đáp án B. Khán giả thấy thế nào ạ? Đúng chưa ạ? Nếu đúng thì cho một tràng pháo tay. Đấy là đáp án đúng ạ. Xin mời đội đến với câu hỏi số 3. Sự kiện giờ trái đất hàng năm tại Việt Nam diễn ra vào thời điểm nào? A. Từ 20:30 đến 21:30. B. Từ 21:30 đến 22:30. C. Từ 22:30 đến 23:30. Xin mời đội 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Và 5 giây suy nghĩ đã hết. Mời đội đưa ra đáp án của mình. Đáp án A. Và đáp án A cũng chính là đáp án đúng ạ. Xin chúc mừng đội. Câu hỏi số 4. Thiết bị nào sau đây thuộc nhóm thiết bị gia dụng? A. Máy photocopy. B. Động cơ điện. C. Nồi cơm điện. Xin mời đội 5 giây suy nghĩ.
Và 5 giây suy nghĩ đã hết. Xin mời đội đưa ra đáp án của mình. Đáp án C là đáp án của đội đã lựa chọn. Cảm ơn đội đã chọn đáp án C. Và tiếp theo là câu hỏi số 5. Nên vệ sinh định kỳ cho điều hòa nhiệt độ mấy tháng trên lần. A là 1 tháng trên 1 lần, B 6 tháng trên 1 lần và C là 12 tháng trên lần. Xin mời đội 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Năm giây suy nghĩ đã hết, xin mời đội đưa ra đáp án của mình. Đáp án B. Và xin chúc mừng đội đã đưa ra đáp án đúng. À, tiếp theo là câu hỏi số 6. Xin mời toàn đội chú ý. Màn hình vi tính TV để chế độ tương phản ánh sáng bao nhiêu thì hợp lý? A 0%, B 50% và C là 100%. Xin mời đội 5 giây suy nghĩ. Và 5 giây suy nghĩ đã hết, xin mời đội đưa ra đáp án của mình. Đáp án B. Và đây cũng là đáp án đúng đó. Xin chúc mừng đội. Mời đội đến với câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7. Để tiết kiệm điện cho tủ lạnh, chúng ta nên đặt tủ lạnh cách vật chắn các phía bao nhiêu cm? A 10 cm, B 5 cm, C 1 cm. Xin mời đội suy nghĩ trong vòng 5 giây. Và đã hết 5 giây suy nghĩ, xin mời đội đưa ra đáp án của mình. Đó là đáp án A. Đáp án A cũng là đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội. Xin mời đội đến với câu hỏi số 8. Khi cài đặt điều hòa không khí tăng 1 độ C thì tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm điện năng? A 30%, B 5%, C 10%. Xin mời đội có 5 giây suy nghĩ. Năm giây suy nghĩ của đội đã hết. Xin mời đội đưa ra đáp án của mình. Đó là đáp án A. Khán giả thấy đúng chưa? Đúng chưa? Nếu khán giả nói đúng thì đấy là đáp án hoàn toàn chính xác đấy. Xin chúc mừng đội. Câu hỏi số 9. Khi thiết kế xây dựng nhà ở nên chọn phương án nào để tiết kiệm điện? A chỉ chiếu sáng bằng nguồn điện, B tận dụng nguồn ánh sáng và thông gió tự nhiên, C chỉ làm mát bằng nguồn điện. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Năm giây suy nghĩ đã hết, xin mời đội đưa ra đáp án của mình. Đó là đáp án B. Xin được chúc mừng đội đã đưa ra đáp án đúng. Câu hỏi cuối cùng đối với đội thi của đơn vị bảng Naga. Câu hỏi số 10. Hầm bioga mang lại lợi ích gì? A. Để lấy khí ga đun nấu, thắp sáng, phát điện. B. Bảo vệ môi trường. C. Cả hai phương án trên. 5 giây suy nghĩ cho đội bắt đầu. 5 giây suy nghĩ đã hết, xin mời đội đưa ra đáp án của mình. Đội đã đưa ra đáp án C. Theo quý vị khán giả của chúng ta là đáp án đã đúng chưa? Vậy xin chúc mừng đội đã đưa ra đáp án chính xác. Và cũng xin được chúc mừng đội Naga đã hoàn thành xong phần thi trắc nghiệm của mình. Xin chúc mừng đội. Mời đội lui vào phía trong.